Ok, hôm nay đi thám hiểm rừng nó như âm u sau cơn mưa. Coi chừng mũi nó cắn nha. Coi chừng mũi nó cắn. Mình vừa xuống máy bay xong nha các bác. Mọi người ơi, khám phá rừng của Mexico. Vừa xuống máy bay xong đi luôn. Rừng đẹp quá. Trong đây có mấy con này nè. Có mà thôi, sợ có lắm đừng có à? Đừng có sợ, thì khỉ nó vào phòng em mà. Trời ơi, chị mở cửa ra, chị không ra, đừng có mở cửa nha. Mở cửa nó chui vào luôn. They do have monkeys here. The very first night we got here, we had a mom and a baby monkey come like swinging through our window. Not inside, not in the room, out, right outside. That's a monkey, very smart. What is it? I don't know, đẹp quá. Giống như cái tổ gì ấy. Giống như cái tổ mà. Ai bảo con sợ. Đẹp quá. Where you got two phones videoing Tracy? Yes. One for her, one for me. I need to share on the YouTube. Có con này nè. Có con này nữa. Right here. Đây này, con này này. Con này con gì? Cáo hay trồn? Con trồn. Right here. Bà con ơi. Ơi. Hey sister, back up. Bà con ơi. So ơi. Tôi ơi, cái máy của tôi nó cũng dụ ơi theo. Máy của tôi cũng ơi theo bà con ơi. Thôi tạm biệt đi thôi. Đến giờ ăn rồi, đói lắm rồi. Ok, bye bye. Good life.